nôn đi chứ. Dạ chắc nôn. Làm như sinh đi không có từng đi nghe nôn xuống xuất chuyện nha. Gì ngon để mà giới thiệu cho cả nhà xem cái món ha, món ăn ăn chay không có gì ngon. Đi quay đồ em nhập đi rồi giờ trong này có gì đâu mà quay, nơi này với chân ăn nó đã tạm thôi chứ không có gì ngon gì đặc biệt cả nhà. Rồi mình ăn chay nữa, thầy ăn chay cho nên không có chứ không có món gì mà nên nó hay nó ngon để quảng cáo cho cả nhà xem. Đây đưa cho mọi nhà xem, các nhà xem nha, qua Đài Loan ăn muối ớt nè, khách từ Việt Nam qua, từ Việt Nam qua thầy đi theo qua có phụ muối ớt tại vì bên đây nó lạc nó nấu hiện lạc lẽo quá, thầy ăn không quen thầy phải đem đem cái muối ớt dặn vô cho nó vừa ăn. Du lịch Đài Loan một lò có để bắt. Ngoài nhìn ra đó thầy. Ngoài cũng nằm đá thôi. Đi biển, đi biển. Giống như y như ông Phật nằm luôn mà thầy. Biển đẹp quá các bạn. Ghe xuống ngắm biển không mày? Để con coi cho, hình như vậy là mình đi qua khỏi Dễ Liều rồi ta. Chưa có duyên gặp Dễ Liều rồi thầy ạ ơi.
Biển, biển, đi biển cả nhà ơi, đi biển. Đi coi đá, cái hòn đá nó giống như cái hình đầu người đó. Bữa nay nó chặn ngã này rồi, cho đi ngã nhỏ rồi. Chặn ngã này cho đi ngã nhỏ, đi ngã trên đẹp, đi biển, đi biển, đi dẻ liều, phong cảnh đẹp cái nhà ơi. Đi đi biển nha cả nhà, đi coi cái chỗ cái hòn đá nó lâu năm đó, nước biển nó tạo thành một cái hòn đá giống như cái đầu người vậy. Mình du lịch đồ đi qua đây tham quan đều đi ở đây ghé đẹp không cả nhà ha. Cái con đường này cây nó mát. Trời bữa nay nắng đẹp. Mình đi gặp biển, mình quay cho cả nhà xem nha. Mỹ ơi, hello các Mỹ ơi. Hi. Đi dẻ liệu em ơi, mở khẩu trang cho liệu Mỹ ơi. Hi. Trời ơi, nắng chết còn đeo thêm cái áo khoác gì cho nó nực rồi. Tưởng đâu thời tiết là bắt nó lạnh như cả nhà đem. Mặc áo dày giờ nó nực đây nè. Biển đẹp cả nhà ơi, biển biển. Đây là cái hòn đá nè, đá mà dưới biển nó tạo thành nó cái nhà, nó tạo thành mà nó có những cái hình dạng như thế này. Ở đây là có những cái đá mà nó làm từ bọt biển, nó thành như vậy nha cái nhà, nó rất là ngộ, nó ra không ai ra đủ thứ hết trơn nha. Đây nổi tiếng là đá biển, cái biểu là những đá từ những cái bọt biển nó đánh với mỡ hành gì đó nè. Cái này là nhà xây. Có cái chừng đây nè. Đây là biển Việt Liễu. Biển đẹp cả nhà ơi, đi biển, đi biển. Mình đi biển để mình tham quan cái cảnh là ở đây là nó nước biển mà nó tạo ra những cái hòn đá nó như là nó có những cái hình thù nha, cả nhà xem nha. Là cái nhà tham quan của mình nha. Ra biển rất là không khí rất là mát mẻ nha. Đây cái nhà xem biển của mình nha.
biển nó trong xanh, trong mình nhìn thấy đáy nước phía dưới nó cả nhà ha. Đây những cái đá biển đây, những cái bọt biển mà nó làm thành những cái hình thù của những cái đá biển ha cả nhà ha. Nó có những cái tổ ong, những cái bông rất là ngộ nghĩnh. Trên cái bài đẹp không cả nhà ơi, cái này bây giờ vài năm nữa nó sẽ mòn, nó sẽ bị ti tan rồi, cho nên bây giờ người ta đi xem. Hôm nay mình đi là ngày thứ hai đầu tuần cho nên cũng vắng ít người. Đây là những cái này là cái bọt biển, cái bọt biển nó làm cho thành thành những cái hình thù đá không như thế này. Ở đâu con nó đi đâu nè? Ngay này nghe nói ngày xưa là nó nước cây lên cao lên tới hết mấy cái mực sau đó là sâm hô đó cả nhà. Mình nghe lại đó là sâm hô. Sâm hô hồi xưa đó là nước cái dâng cao lên tới đó đó. Rồi bây giờ cái mực nước biển càng ngày càng nó càng rút xuống, biển trong rút xuống cạn, bây giờ nó lòi những cái sâm hô đó lên thành đá. Sâm hô. Rồi nó thành, nó có những cái hình thù rất là đẹp. 3 năm mà mới trở lại. Rồi có một cái hình đầu nữ hoàng, có gương mặt, có cái đầu tóc rồi cái cổ ra đó. Mình đang là đó để mình chụp cho mọi người xem, và ai cũng đến đó được chụp hình kỷ niệm. Mình đã chụp cái đầu của đá, đầu nó hoàng kia bằng đá mà nó làm ra một cái hình đầu người có mũi luôn đó nha, rất là ngộ luôn đó nha. Quay hết này, nó quay tới cái khác hả? Bấm lại, bấm đứng lại. Quay hay là con chụp?
Rồi Tấm đi ra đi, không để con chụp cho Tấm tấm hình. Không, con có máy điện thoại sao con không thấy đường ta. Đây. Tấm cầm coi. Ôi trời ơi, cái máy. Thầy tới luôn rồi hả? Thầy quay thầy hạ thầy. Hello, hello, có khách chân ơi. Hai chị cháu đi biển nè. Đi gì? Dẻ liệu. Dẻ liệu. Mời cả nhà đi dẻ liệu mình nha. Mát quá cả nhà ơi. Nắng. Đi biển vừa. Tóc tai bù sổ. Nhưng mà nó có gió nó đỡ không biết không? Tóc tai bù sổ quá rồi. Nóng quá nóng. Hai. Hai cả nhà đi. Nhớ xem kênh của dì Tám nha. Nếu có đi Đài Loan thì đến dẻ liễu này xem những cái tượng đá nó bằng à. Ôi người ta đi vẽ trong biển. Tại cái biển. Ta đi vẽ trong biển tạo hình người nha cả nhà ha. Vẽ trong biển. Nắng quá cả nhà ơi, cả nhà ơi nắng quá. Nắng quá cả nhà ơi, thôi mình lên mình ngắm biển. Dạ nếu mình đi về cả nhà ơi, đi tham quan chút xíu đi thôi. Đi ngắm biển chút về nha cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ngắm biển với mình nha. Đẹp, rất là đẹp, biển đẹp. Nước biển trong xanh. Rồi, lâu lắm rồi, 3 năm mình mới trở lại cái liễu nha cả nhà. Dịch bệnh nên lâu rồi mình không có đi lên đây tham quan. Hôm nay đi biển. Được hít không khí trong lành. Kia là những cái ngọn, những cái hòn đá mà nó nước biển nó đánh mà nó thành những cái bông rất là đẹp đó nè. Biển trong trong ơi là trong. Biển phía dưới. Ô, xong đi vòng là đang ngắm cảnh xong đi ra. Rồi đi tham quan vòng đi là ngắm biển chút rồi đi ra về cái nha. Từ thầy lên trường. Quá trời, em đi quá trời trái luôn á. Vì nói con chiều đến chùa ở Viên Quang cũng mấy năm rồi mình mới lên Viên Quang, trước là mình cũng có đi lên đây rồi, rồi 2 năm dịch ngưng không có lên trên này, có lên Viên Quang. A Di Đà Phật hộ pháp cho họ cho con đi là rất đẹp luôn. Đây chùa. Anh đi
Dạ, A Di Đà Phật. Trang nghiêm thanh tịnh vinh quang. Ta có hiện tác. Quay bên này. Anh quay hả? À, quay video luôn á. Ai lại đi xuống thang qua gặp cái đứa cha này nè. Quay thầy nha. Quên quay thầy, đừng quay thầy. Rồi rồi đây nè. Đi xuống thang qua gặp mấy cháu quen là 3 năm kia bị dịch cách ly không gặp đứa nào giờ mình quá mừng lắm là công quả. Công quả luôn đó thầy. Muôn năm luôn á. Ừ, đúng rồi. Cũng là vì con cháu thì thế nào là đến chùa được rồi mừng á. Mô Phật cảm ơn con nhiều nha, chị em vui vẻ. Đây chào chị chào em, chào chị ở bên Việt Nam. Đây là em cũng ở bên Việt Nam qua nè, anh trai gì anh trai đẹp trai. kỷ niệm nha, ba cái một cái clip này để dành kỷ niệm mai mốt có gì vô video coi ba cái.